Phát chào cả nhà đang xem kênh YouTube của Phát nữa nha. Thì sau khi trở về từ đảo Jeju đó các bạn, chồng Phát hôm nay ảnh muốn ăn bánh xèo Việt Nam mình nha các bạn. Cho nên hôm nay thì vợ chồng Phát sẽ ăn bánh xèo. Và Lena với Tiên thì qua nhà ông bà, cho nên là bánh xèo hôm nay thì chỉ có vợ chồng Phát ăn thôi. Nói chung ở đảo thì ăn nhiều hải sản, ảnh cũng ngán rồi đó. Nói chung là ảnh muốn ăn bánh xèo hôm nay, cho nên là về tới nhà cái là anh đòi ăn bánh xèo, anh muốn ăn bánh xèo đó các bạn. Còn cái son này, cái nồi này là Phát xông hơi hôm qua các bạn. Nè, trong đó là có vỏ quýt nè, vỏ cam nè, vỏ chanh nè, rồi trà hoa cúc á các bạn, trà hoa cúc á. Phát xắt nhỏ nhỏ ra, Phát xông hơi hôm qua. Nói chung là Phát có chia sẻ trong video là Phát chưa bệnh bao giờ á, thì một tuần Phát có xông hơi á, do cái nồi để đó nên Phát nói luôn. Thì bây giờ là Phát sẽ pha bột nha các bạn. Đây là nguyên liệu này bạn nè. Nấm nè. Giá đỗ của mình nè. Hành lá Phát xắt nhỏ ra. Và bên này là thịt ba chỉ Phát xắt nhỏ ra. Và tôm Phát tách ra đó các bạn. Tôm này mua trong siêu thị thì họ hấp sơ sẵn thôi. Thì về nhà thì Phát có tách ra nó. Lấy dao mình tách ra. Và đây nghệ lát nữa Phát thêm vào. Và bên này là nước cốt dừa, muối và bột và bánh xèo. Và chai bên này nữa là nước suối, tại là Phát có sử dụng nước suối khi Phát làm bánh xèo đó các bạn. Bây giờ là Phát pha bột nha bạn. Phát sẽ pha bột nha các bạn. Thì là Phát lấy bột này, Phát sẽ múc 6 muỗng bột này nha các bạn. Nói chung là cách Phát hay làm là như vậy đó các bạn. Một, Phát lấy 6 muỗng. 2, 3, 4, 5, 6. Nói chung đó là chồng Phát á, anh sẽ ăn hai cái bánh lớn. Nếu mà Phát lấy 6 muỗng á, thì là anh sẽ ăn hai cái bánh lớn và Phát thì ăn một cái bánh lớn nha các bạn. Và Phát sẽ bỏ vào đây muối chút xíu. Cho nó có vị mặn mặn chút xíu á các bạn. Đây nè, Phát bỏ muối vào đó, như đây. Ở sát Phát sẽ bỏ nước cốt dừa vào hết luôn. Thường thường là mua loại kia thì nó có 250 ml, nhưng mà loại đó hết rồi đó, cho nên là Phát mua loại này. Loại này ở trong siêu thị ở đây bán, Phát thấy loại này ăn cũng rất là ngon luôn, siêu thị này nè. Loại nước cốt dừa này nè các bạn nè. Phát sẽ đổ vào một ít nước suối có ga các bạn. Nói chung là cách Phát hay làm, mấy năm nay Phát ở Đức á, Phát hay làm theo cách này á, cho nên là ăn thấy rất là ngon luôn. Đó, Phát đổ như đây nha bạn. Thêm chút xíu nữa đi. Đó, tại là hôm nay nước cốt dừa có 200 ml thôi. Bình thường là Phát dùng nước cốt dừa cái hộp đó là 250 ml, nhưng mà hôm nay có 200 ml cái loại này thôi, cho nên là Phát sẽ bỏ vào đây thêm nước nước suối có ga các bạn. Và Phát sẽ rắc vào đây là một ít bột nghệ nha các bạn. Đây là bột nghệ nè bạn nè. Thêm miếng nữa đi cho nó có màu vàng, nhìn nó đẹp. Bây giờ là Phát sẽ khuấy đều nha bạn. Phát đổ bánh xèo như thế này, Phát sẽ quay tiếp theo công đoạn cho các bạn xem nha. Bột này là hơi đặc á các bạn, cho nên là Phát sẽ đổ thêm một ít nước suối có ga này nha các bạn. Đó, Phát đổ thêm. Nói chung là Phát nhìn bột á là Phát biết là đặc hay là lỏng á. Thì Phát cũng không muốn là đặc quá hay là lỏng quá nha các bạn. Nói chung là mình cảm nhận đó các bạn. Phát làm đồ ăn là Phát cảm nhận nhiều hơn. Bây giờ thì Phát sẽ tiếp tục khuấy đều. Phát quay cho các bạn xem là bột á, Phát khuấy á, bây giờ là nó như thế này các bạn nè. Đó. Lát nữa là Phát lấy bao á, ở kiến Phát bao lại cái bột này nha các bạn. Rồi tới giờ ăn á là Phát sẽ đổ bánh xèo nha các bạn.
Phát chào các bạn nha. Bây giờ là Phát bắt đầu đổ bánh xèo nha bạn. Thì là chảo nóng rồi đó bạn. Bây giờ là Phát sẽ đổ bột vào nha bạn. Đó, Phát đổ bột vào đó bạn. Và bên cái chảo này là Phát sẽ bỏ thịt vào. Bỏ thịt ba chỉ với lại tôm á, Phát vào Phát kiểu là làm sơ thôi, xào sơ thôi đó các bạn. Rồi lát nữa là Phát sẽ bỏ mấy rau này nè vào, nói chung là Phát làm nhân á các bạn. Bên chảo này là Phát đang làm thịt ba chỉ xào mắm ruốc đó các bạn. Phát tao lấy nước mỡ ra rồi Phát sẽ làm thịt ba chỉ xào với mắm ruốc đó các bạn. Phát rất là thích ăn luôn. Đây nè. Bây giờ là Phát sẽ bỏ thịt vào. Bây giờ là Phát sẽ bỏ tôm vào nha bạn. Nói chung là Phát làm sơ thôi, làm kiểu là mấy giây là xong thôi chứ không có cần làm lâu. Đây, nó trộn sơ như vậy nó nhanh đó các bạn. Rồi bây giờ Phát sẽ bỏ nấm vào. Bây giờ Phát sẽ bỏ giá với lại hành vào như bạn, hành lá vào. Là phần nhân Phát làm xong rồi đó các bạn. Bây giờ là Phát sẽ bỏ nhân ra tô nha các bạn. Đây nè. Lát nữa là Phát lấy chảo này là Phát đổ bánh xèo cho Phát. Bây giờ là Phát sẽ đổ bánh xèo vào cái chảo nhỏ này nha bạn. Bây giờ là Phát sẽ bỏ nhân vào bánh của chồng Phát nha bạn. Nói chung là chồng Phát á, ảnh rất là thích ăn nấm luôn cho nên là Phát bỏ nhiều nấm cho ảnh. Bây giờ là Phát sẽ chồng Phát, cái bánh của chồng Phát phải sẽ gặp lại nha bạn. Đó bạn thấy nè. Bánh nhìn vỏ bánh nhìn ngon ha, nó kêu xè xè luôn đó các bạn. Phát rất là thích làm kiểu này luôn. Lát nữa là Phát sẽ bỏ ra dĩa cho chồng Phát nha bạn. Và bây giờ là Phát sẽ đổ cái thứ hai cho chồng Phát nha bạn. Ảnh ăn lúc nào cũng hai cái hết các bạn à. Phát chào các bạn đấy nha. Thì hai cái bánh xèo và Phát làm cho chồng Phát rồi đó, xong rồi đó các bạn này. Hai cái bánh xèo ảnh ăn lúc nào hai cái các bạn, còn dĩa salad đó là của Phát và là chén ớt mắm chua ngọt Phát làm á. Thì bây giờ thì vợ chồng Phát ăn nha bạn. Phát chào các bạn nha. Thì bây giờ thì chồng Phát cái Phát ăn nha bạn. Hello. Để hoa để ở đây. Dạ. Dạ. Danke schön und auf Wiedersehen. Dạ. Ai kinh lo xe. So. Đi đâu rồi?
chọn Pháp thì là anh không có ăn ăn salad á, salad là một mình Pháp ăn thôi, anh chỉ ăn không như vậy các bạn, tại là anh nói là cuốn tay rồi đó, cho nên anh không có thích cho lắm. Cái này là cái thứ hai của ảnh nè, Phát lúc nào cũng làm hai cái cho ảnh, cái liều lượng Phát làm là như vậy các bạn. Đi đảo thì đảo của người Đức á, thì ăn món ăn á, thì cũng có là hải sản, nhưng mà mình đi ăn nhà hàng á, thì họ nấu giống như theo món ăn của người Đức á, thấy là cũng kem bơ rồi ăn cũng ngán, cho nên về nhà chồng Phát mới nói là anh muốn ăn bánh xèo các bạn, nên Phát làm cho chồng Phát ăn. Dựng hoa ở đây nhìn nó đẹp hơn. Đồ ăn Việt Nam mình thì là ít dầu mỡ rồi không có bơ hay là cái gì đó, nhưng mà bên nước ngoài thì món ăn lúc nào cũng có bơ rồi đó, sốt kem á, ngán á, mấy cái salad rồi mì ý rồi của họ giống như có sốt kem rồi đó. Chắc là ngon lắm. Ngon lắm. Vỏ bánh mà theo công thức Phát làm, Phát chia sẻ ăn rất là giòn luôn. Sắp về nước rồi. Đây cái nước chili bình. Chồng Phát ảnh làm ở nhà cho nên là bữa trưa á thì cả nhà ăn chung, mà hôm nay thì hai đứa qua nhà ông bà rồi đó, cho nên Phát cứ chọn Phát ăn thôi. Bánh xèo thơm mùi nước cốt dừa rất là ngon luôn đó các bạn. Ăn rất là ngon, thơm, giòn. Vỏ bánh nó giòn, thơm. Phát đưa cái bánh của Phát á, cái này nè, cái vỏ nó rất là giòn luôn, Phát đưa cho ảnh ăn thử với các bạn. Rồi. Cái vỏ bánh nó rất là giòn, ăn nó kêu wow. Bây giờ thì Phát với chồng Phát ăn xong rồi đó các bạn. Đây nè, ảnh ăn hai cái hết luôn rồi đó, thì Phát cũng ăn xong rồi, no rồi đó. Thì Phát cảm ơn các bạn đã xem video của Phát luôn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ luôn. Phát chào các bạn. Cheers.